Hello, xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ review một loại brie của Gao rất là nổi tiếng trong thị trường thể hình, và đặc biệt là đối với anh em gamer thì ai cũng biết đấy là ABA Brie Gao của nhà Upline Nutrition đến từ nước Anh anh em nhé. Xin chào các bạn, tôi là Đỗ Phoenix. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại sản phẩm giúp nâng cao hiệu suất luyện tập, nâng cao hiệu quả thì hãy cùng mình khám phá chi tiết từng thành phần trong ABA và để hiểu rõ cái công dụng của sản phẩm này nhé. Đây là một cái dòng sản phẩm hỗ trợ trước khi luyện tập nhé, và giúp tăng sức mạnh này, sự bền bỉ này và tinh thần sảng khoái hơn khi làm mà luyện tập. Thì trước hết tôi xin nói về cái bao bì. Đấy là cái đóng trong hộp màu đen, nó có cao tầm như này. Và cái hãng Upline Nutrition này thì đã phân phối rất nhiều sản phẩm như là Diet Way, Critical Way hay là Critical Mass hay là ISOXP rất là nhiều. Đây các bạn nhìn xem, ở đây thì nó sẽ có các tem của hãng nhập khẩu là công ty Madi, và tem phụ của đây rất là đầy đủ. Thì trong một hộp ABA này thì có 30 lần dùng, thì mỗi lần dùng là một muỗng là 12,5 gram, tương đương với cả một gói này. Thì đây là một cái số gói sample tương đương với cả một muỗng đây. Trong một lần dùng nhá thì nó sẽ có là 1,8 calo, hầu như là không đáng kể, không chất béo, không đường, và có một ít muối trong đây. Các thành phần chính trong đây là citrulline malate, creatine monohydrate, beta-alanine, acid citric, taurine, caffeine hay là choline, niacin và vitamin B3 ấy, hay là vitamin B12 nữa. Thì tôi xin nói rõ thêm, phân tích thêm về tác dụng của citrulline malate, tại sao nó lại có ở trong đây và cái tỷ lệ 2:1 là như nào. Thì citrulline malate ấy, đấy là một loại hợp chất kết hợp giữa acid amin, citrulline và acid malate. Trong sản phẩm thì chúng ta sẽ có 4 gram citrulline malate theo tỷ lệ 2:1. Thì công dụng chính của cái citrulline malate đấy là tăng lượng oxit nitric lên trong máu và giúp giãn nở mạch máu, cải thiện cái lưu thông máu đến các nhóm cơ tốt hơn. Điều này thì không chỉ là giúp tăng cân cường khả năng bơm máu hay còn gọi là pump cơ cho cơ bắp, mà còn giúp các bạn giảm mệt mỏi và từ đó là kéo dài cái thời gian luyện tập hơn. Pump cơ thì bạn cơ nó khỏe hơn nhé. Và đặc biệt là đối với ai những yêu thích tập tạ nặng ấy, thì nó sẽ giúp các bạn đẩy tạ nặng hơn và cải thiện độ bền của cơ bắp hơn. Cái tiếp theo là cái creatine. Tại sao có creatine trong đây? Thì cái creatine này là 3 gram creatine dạng monohydrate. Thì creatine ấy là một trong những cái chất bổ sung được nghiên cứu nhiều nhất và cũng chứng minh hiệu quả cao trong việc tăng sức mạnh và phát triển về cơ bắp. 3 gram trong một lần dùng giúp các bạn là tăng cái khả năng sản xuất năng lượng ATP lên, và cái nguồn đấy là cái nguồn năng lượng chính để cho cơ bắp khi luyện tập cũng như là nâng tạ. Creatine ấy uống thường xuyên và đều đặn nó sẽ giúp các bạn nâng tạ mạnh hơn, tập lâu hơn và hỗ trợ phục hồi cơ nhanh chóng hơn sau mỗi buổi tập. Đặc biệt là nó sẽ có cái giữ cái lượng nước ở trong cơ bắp, giúp con cơ bắp các bạn phồng hơn này, khỏe hơn. Cái thành phần tiếp theo là 2 gram beta alanine. Đây cũng là một cái acid amin giúp tăng cái lượng carnosine trong cơ bắp lên. Khi mà bạn luyện tập cái cường độ cao ấy thì cái acid lactic tích tụ ở trong cơ bắp làm cho cơ bắp mình nhanh mệt mỏi hơn. Thì beta alanine ấy giúp bạn là giảm cái cảm giác mệt mỏi này và giúp các bạn kéo dài buổi tập, đặc biệt là trong những cái bài, trong cái lúc mà các bạn luyện tập đẩy đại liên tục. Và có một lưu ý là khi mà uống cái beta alanine này thì nó sẽ có cảm giác như kiểu ngứa dâm gian ở dưới da như kiểu là kiến bò ấy, nhưng mà đấy là cái tác dụng phụ bình thường và không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Tiếp theo là đến thành phần acid citric. Thì acid citric là đây là một cái thành phẩm được thêm vào sản phẩm bổ sung để duy trì sự ổn định của sản phẩm thôi, đồng thời nó sẽ hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng khác tốt hơn. Thì cái này mình không nói về acid citric. Thì tiếp theo là đến taurine. Ở đây có 400mg taurine ở trong cái một serving. Thì cái taurine để làm gì? Thì đây cũng là một cái acid amin giúp cải thiện hiệu suất tập thể dục thể thao và tăng cường cái sự tập trung hơn. Thì trong đây thì nó sẽ giúp là các bạn giảm mệt mỏi, hỗ trợ về thần kinh, tạo cảm giác tỉnh táo và dễ dàng tập trung hơn vào trong các bài luyện tập, các bài tập tạ nặng. Một cái thành phần rất là quan trọng ở trong những cái sản phẩm free của Cao đấy là caffeine. Cái caffeine ở trong đây nó sẽ chiếm là 250mg, là cái caffeine anhydrose. Đây là dạng một cái caffeine khan, là dạng caffeine không có nước, giúp hấp thụ nhanh và tạo cái hiệu ứng rất là mạnh. Với 250mg trong một lần dùng thì cái caffeine này nó sẽ giúp tăng cường cái sự tỉnh táo, chống lại những cái buồn ngủ và tạo nguồn năng lượng dồi dào để cải thiện cái phản xạ về thần kinh. Nhưng mà lưu ý, nếu mà các bạn dùng những cái sản phẩm này vào cái buổi tập chiều tối ấy, thì rất dễ bị mất ngủ, tại vì caffeine nó sẽ gây mất ngủ cũng như các bạn uống cà phê vào buổi sáng để cho nó tỉnh táo hơn thôi, không có gì cả nhá. Nếu mà bạn nào quen rồi thì không sao. Tiếp theo ở đây nó sẽ ghi là 250mg choline bitachet. Thì đây là cũng là một cái dưỡng chất giúp chất
giúp tăng cường cái chức năng não, đặc biệt là khả năng tập trung và ghi nhớ. Và trong thể thao thì Choline nó sẽ giúp bạn tập trung vào mục tiêu, giảm cái sự phân tâm và duy trì cái tinh thần hưng phấn trong suốt một buổi tập. Tiếp theo là cái thành phần cũng rất là nhiều trong đây là 50mg niacin, tức là vitamin B3. Thì niacin có vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa carbohydrate, chất béo và protein thành năng lượng cho cơ thể. Thì nó sẽ giúp duy trì cái năng lượng ổn định trong suốt một buổi tập, ngăn ngừa cái tình trạng mệt mỏi do thiếu hụt dinh dưỡng. Và cái thành phần cuối cùng, tôi không nói đến những cái thành phần như kiểu chất tạo ngọt hay là chất bảo quản đấy nhá. Thì thành phần cuối cùng là vitamin B12. Thì vitamin B12 là một trong những vitamin rất cần thiết cho việc sản xuất hồng cầu và duy trì cái sức khỏe của hệ thần kinh. Thì cái vitamin B12 này nó sẽ cho vào trong đây để giúp các bạn giảm mệt mỏi và tăng cường cái sức chịu đựng lên. Và nó sẽ giúp là hỗ trợ cái năng lượng bền bỉ, giúp bạn tập trung và có sức bền tốt hơn trong khi luyện tập. À, ở trong đây nó sẽ có ít muối là 0,33g muối trong một serving. Thì cái lượng muối nhỏ trong đây giúp các bạn giữ nước ở trong cơ thể, hỗ trợ khả năng co cơ và giảm thiểu cái tình trạng mất nước, mất muối khoáng do đổ mồ hôi khi vào các bạn luyện tập. Đặc biệt là nó sẽ duy trì cái hiệu suất luyện tập cao hơn trong các buổi luyện tập cường độ cao, ngăn ngừa cái chuột rút và tăng cường cái khả năng bơm máu, giúp các bạn cảm nhận rõ hơn hiệu ứng pump cơ bắp khi mà các bạn luyện tập. Khi mà các bạn dùng các sản phẩm này, các bạn hãy lưu ý những cái thành phần ở trong có thể bị dính trong đây. Các bạn tùy thuộc vào cái cơ địa và cơ thể các bạn, nếu mà các bạn xem cái thành phần chỗ nào các bạn bị dị ứng thì các bạn hãy không nên dùng. Thì như tôi đã nói ở những cái clip trước, thì cái hãng Applied Nutrition này nó đã được kiểm định rất là rõ ràng và có các tiêu chuẩn tested qua theo này, GMP này. Và có một cái khuyến nghị đây là nữa là khi mà các bạn dùng thì một muỗng là dùng với khoảng tầm 250ml nước lạnh một muỗng nhá, mỗi cũng tức là một serving ấy. Và khuyến nghị là dùng trước từ 15 trước khi luyện tập. Với người mới thì các bạn nên dùng nửa muỗng trong vòng 7 ngày đầu. Nhớ nửa muỗng trong vòng 7 ngày đầu nhé, để các bạn làm quen với cả cái ABA này, không rất dễ bị sốc. Là một ABA nó dạng pre-workout của cao tập trung thôi, không có gì cả. Ở đây có các tiêu chuẩn ISO 22000, rất nhiều đây. Ở đây nó sẽ ghi là để sang tầm tay trẻ em, tức là các bạn nào mà dưới tầm khoảng 15-16 tuổi thì không nên dùng nhá. Thì con này hiện tại bên tôi đang có là vị energy, là vị bò húc, vị kẹo the. Vị kẹo the là vị kẹo the mát đấy, đúng rất là mát. Vị cherry cola, vị best berry và một vài vị nữa tôi cũng không nhớ tên lắm. Thì và có cái gói sample nhỏ đây, anh em nào đang muốn dùng sample thì hãy mua ở bên dưới, tôi sẽ để dưới phần mô tả, hay là những muốn mua cả một hũ to thì tôi sẽ để dưới phần mô tả anh em nhé. Thì anh em có bất kỳ câu hỏi nào về các sản phẩm thực phẩm bổ sung hay là về các chất nào thì hãy comment xuống bên dưới cho tôi, thì tôi sẽ làm video về sản phẩm đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi nhé. Nếu các bạn thấy video này bổ ích, hãy cho tôi xin một like và một subscribe. Xin chào và gặp lại. Bye bye.